với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Có chuyện gì vậy? Dán người máy hả? Tay chân cứng ngắc hả? Không phải đâu. Thường ngày đi làm vội vã, bây giờ phải đi từ từ như vậy thì không có được quen cho lắm. Chị Cơ, chị thiệt là có số lao động ha. Không thể nói như vậy. Dặn Quý Phi ra nước ngoài công tác, mình về công ty sớm như vậy cũng chẳng có ích gì. Thục Phấn, cái con này trời ơi, cậu trẻ có thấy cháu gái tôi hay không vậy? Cái bà gì? Cụ bà làm gì vậy? Phải đứt. Cậu có thấy cháu gái tôi hay không? Nó mới được 4 tuổi. Bà cụ à, có chuyện gì á thì từ từ nói. Cháu gái của tôi chỉ có 4 tuổi. Anh không có hiểu đâu. What are you talking about? Trời ơi, đứa cháu gái của tôi nó có 4 tuổi. Bà nói cái gì vậy? Nói tiếng châu Phi hả? Nè, nhìn tướng của bà hình như có chuyện gấp lắm đó, có phải không bà xã? Thục Phấn, Thục Phấn. Cậu nghe được rồi. Hả? Bà nói chuột cái gì á? Phải, Thục Phấn, Thục Phấn. Ôi trời, có phải bị người ta bắt cóc, bắt giao tiền chuột người không? Hay là báo cảnh sát đi mau lên. Bà cụ, đừng có sợ nghe. Tôi đưa bà tới sở cảnh sát ha. Này, tôi không đi. Không đi. Bà cụ ạ, có chuyện gì vậy? Cháu gái của tôi mất tiêu rồi. Nó tên là Thục Phấn. Nó có phải là cháu gái của bà hay không? Phải, Thục Phấn. Con làm bà hết đó. Hồn hả? Đi, mau, tắt thiệt tình nhờ. Ôi trời ơi, gì kỳ cục vậy trời. Phải được. Bà cụ nói là mất đi đứa cháu gái đó. Không chứ, bà cứ không ngừng kêu chuột gì mà. Không phải đâu, cháu gái của bà ấy tên gọi là Thục Phấn. Tại vì bà ấy nói tiếng tứ ấp. Hèn gì không hiểu gì hết rồi. Cô là người tứ ấp. Không phải, tôi học tiếng tứ ấp được 3 tháng. Trời ơi, tiếng tứ ấp cũng học hả? Học thêm ngôn ngữ khác thì cũng tốt lắm. Tôi không rảnh, tôi đi trước nha, bye bye. Thiệt là thông minh. Hiếu học lại có lòng cầu tiến. Quan trọng nhất là xinh đẹp á nghe. Đúng là vậy, còn nói chuyện lịch sự nữa chứ. Làn da trơn tru giống như là không có lỗ chân lông vậy. Hai cái chân không có chút sẹo nào ở trơn á. Không biết cổ làm ở đâu vậy ta. Đi ăn sáng nha. Đi. Trời ơi, nè sao mà người đi làm trễ quá vậy? Cái gì? Dặn Quế Phi đã ra ngoài công tác rồi, đâu có ai quản thúc đâu. Ôi trời ơi, đừng có giả đò cần cù dạy dỗ. Nè, cầm lấy, mọi người một cái cầm đi. Là cái gì vậy? Đây là gì đây? Là cái gì đây? Cảnh cáo. Có thể không vậy? Trời đất ơi, nè đi trễ cần nghiêm trọng dữ gì không Lily? Tôi cũng muốn là giỡn chơi vậy. Tôi là người đầu tiên tới công ty, trễ 20 phút thôi cũng nhận được thư cảnh cáo nữa hả? Các người trễ cả tiếng đồng hồ cũng chỉ nhận được có một lá thư, coi như là đã có lời rồi. Ý khoan đã, dạng Quý Phi đi vắng, ai phát thư đi? Phải không? Trời, tóm lại chúng ta từ nay không có ngày yên ổn. Phải đó. Xin chào các vị. Xin chào. Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Công ty gần đây mướn được một giám đốc, tức là manager, chuyên về thị trường của châu Âu. Cô chính là Hồng Bạch Lam. Các bạn có thể gọi tôi là Michel. Hả? Là cô tứ ấp này hả? Đúng vậy. Ăn sáng đi. Lại đây ăn sáng. Chỉ có cháu hả? Con muốn ăn trứng chiên với lại xúc xích kìa. Em thì muốn ăn mì xào á. Con muốn ăn bánh mì kiểu Pháp. Trời ơi, các con đúng là phiền. Tại sao không nói sớm?
để má vô làm lại. Cảm ơn. Mà xã có nhìn thấy cái cà vạt mới của anh không vậy? Mất tiêu rồi. Nhất định là bị cậu ba lấy rồi. Cậu dùng để thắt cổ hay sao? Cậu cũng bị mất chiếc vớ nè. Nói ra con cũng bị mất một chiếc vớ, cậu lấy đi hả? Phải rồi, lấy đi chụp đầu đánh cướp đó. Điên thiệt. Mấy đứa cũng thiệt tình, đi sớm 5 phút là khỏi bị gấp gáp như vậy rồi. Lâu nay chúng tôi cũng như vậy thôi mà. Nhưng mà sau ngày nữ ma đầu tới đây á, sinh hoạt yên ổn của chúng tôi đã bị xáo trộn hết trơn hết trùi. Thì phải rồi, đi trễ có mấy phút thôi mà cũng phải nhận thư cảnh cáo nữa, coi nổi điên không. Còn nữa, ở công ty điện thoại trò chuyện thì bị nói là làm chuyện riêng ở trong giờ làm việc. Mỗi ngày đi làm 8 tiếng, chỉ là nói điện thoại có 3 tiếng mấy thôi, cũng thường thôi mà, phải không? Đúng, tôi đưa 2 lá thư tới Trung Hoàng, chỉ mất có 4 tiếng đồng hồ thôi hà. Ê, đưa xong rồi dĩ nhiên á phải ngồi xuống uống nước, ăn uống giải lao rồi đọc sách đọc truyện, có đúng vậy không? Trời ơi, các người thiệt là quá đáng, không thể không rầy các người. Mỗi sáng đi làm buồn rầu ủ rũ như là mấy năm không có tắm vậy, đi làm đúng giờ là chuyện thiên kinh đại nghĩa. Con Lộ cũng thiệt tình, đi làm gọi điện thoại trò chuyện dĩ nhiên là không phải. Ông chủ mướn con làm việc chứ không phải là tán dóc. Nè, cười cái gì? Em càng bậy bạ. Đưa thư hết mấy tiếng đồng hồ, lỡ công ty có chuyện cần em làm thì phải tính sao? Các người ăn lương của người ta chứ không phải làm chuyện công ích. Cố gắng làm việc là bổn phận nên có đó. Vợ chồng Thạch Đại Xuyên ở Động Mật Viên cũng như vậy, sao không thấy má rầy họ chứ? Đúng rồi. Họ thì khác chứ. Hai người họ thì có gì khác? Họ đã già rồi, nan y hết thuốc chữa cho nên khác. Thì phải, các con còn trẻ còn hy vọng mà. Coi biết không? Đừng có nói thêm nữa, đồ ăn sáng đã nguội ăn đi. Thôi chết rồi, còn không đi là trễ chắc luôn. Đi. Nè, má mới vừa làm đồ ăn sáng xong. Người nào làm thì người đó ăn. Đây, nè. Hí. Ê, vậy là xong xuôi rồi. Alo, dễ thương hả? Không nói với con nữa. Ai treo cái phong linh ở đây vậy? Có ai dám đụng tới đồ của cô đâu, sợ cô phát thư cảnh cáo. Nhưng mà nó trở lại phong linh thiệt là tào quái ha. Nó dễ bám sát những người ăn mặc màu trắng và màu đen nó nghe. Phải đó, có nghe qua. Chị Lộ, coi giùm cái này đi. Làm ơn đi. Gigi, Hải Đường, hôm nay hai chị trang điểm thật là đặc biệt đó. Nhưng tốt nhất là vẽ luôn bên kia vào giờ cơm trưa. Đừng có để là khách tới đây nhìn thấy được thì hết hồn, không hay đâu. Xin chào. Xin chào. Ông Hoàng không phải ông đã hẹn với ông Từ của công ty AMB để đến cầu gôn sao? AMB là công ty lớn đó ông Hoàng à. Ông quen thân với lại ông Từ lắm à. Thì phải, nhưng mà vậy mới chết đó. Công ty của họ gần đây có một mớ hàng khẩn cấp. Khẩn cấp mà còn rảnh rỗi hẹn ông đi đánh cầu. Tôi biết, ông muốn ông nhận cái mối này. Đáng lẽ bạn bè với nhau giúp đỡ cũng không sao. Nhưng tiếc là mớ hàng này tháng sau là phải giao rồi. Tháng sau, gấp quá vậy, có được không đây? Chuyện gì cũng phải cho thêm thời gian chứ. Hàng của họ số lượng lớn lắm đó. Thời gian ít như vậy, biết ảo thuật cũng không có làm được đâu. Cho nên tôi mới không đi, để tránh không biết giải thích làm sao mất công từ chối. Nói thiệt nha, nếu như ai có gan đón tấm hóa đơn này mà có thể giao hàng đúng hẹn, tôi có thể chia hoa hồng cho người đó. Trời ơi, ông Hoàng đừng có nói chơi, cho dù lấy được hoa hồng cũng không có mạng. Thôi đi làm việc đi. Ông Hoàng à, thật sự làm xong mối hàng này được chia hoa hồng hả? Michelle à, không biết cô gọi chúng tôi tới đây có chuyện gì vậy? Không phải là phát thư cảnh cáo chứ? Nhưng mà chúng ta đâu có tới trễ đâu. Phải đó. Thật ra tôi mời các bạn tới đây là có tin mừng muốn tuyên bố. Không lẽ là tăng lương? Nếu là tăng lương thì ông Hoàng sẽ nói với mình mà. Cổ từ chức đối với mình là một tin mừng rồi đó, có đúng vậy không? Thật ra tin mừng này cũng gần như là tăng lương. Đó là các bạn có thể chia hoa hồng. Có thể không vậy? Đâu thể nào, bây giờ mới là đầu năm, sao biết mau vậy?
cũng chính vì ông Hoàng đã hứa nếu nhận mối làm ăn này sẽ được chia hoa hồng. Lúc đó các người cũng đã nghe rồi mà. Vậy không phải nhận mối làm ăn ở ANB chứ? Có thật không đây? Chúng ta làm sao mà làm kịp? Chính vì mối làm ăn này cấp bách, cho nên kể từ nay một tuần 7 ngày công ty doanh nhân sẽ đi vào trạng thái tác chiến tối cao. Tôi muốn. Đừng có hỏi tôi tan sở mấy giờ nha. Cũng đừng có hỏi tôi mỗi ngày làm mấy tiếng. Tóm lại, sau khi thành công, mỗi người đều được chia hoa hồng. Đây chính là lực tác động tốt nhất trong công tác của tôi. Anh chị có vấn đề gì nữa không? Có. Tôi nói trước, chuyện gì? Chuyện là vậy, tôi có 4 đứa con gái, đứa lớn ngày mai thi cử. Cô cũng biết con nít không có coi chừng nó thì không có được đâu. Nếu như nó không thể lên lớp á, chắc cô cũng không có nỡ lòng mà. Tới Phi tôi, bạn của tôi á, ngày hôm nay đám cưới, tôi đã hứa với cổ là làm phụ dâu. Ngày đám cưới không có phụ dâu, hậu quả rất là nghiêm trọng đó. Lily à, con gái của chị thi cử thiệt là hơi phiền. Trước đó tôi lại không nói cho chị biết là cần phải làm thêm giờ. Thôi về đi, tôi cho chị về để coi chừng đứa con gái làm bài. Con nữa Hải Dương, chị là phụ dâu không thể nào không đi dự được. Phải đó. Hay là như vậy đi, tôi cũng cho chị về. Nếu mà hai chị làm xong việc thấy còn sớm á thì nhớ trở về công ty giúp việc nha. Michelle, cô cũng biết là ngày gia đình đối với phận làm con thật là quan trọng lắm có phải không? Vợ tôi đã hẹn với người nhà đi ăn uống rồi, không thể nào vắng mặt được đâu, cô thông cảm đi. Phải, má chồng của tôi đã lớn tuổi rồi, có lẽ cô cũng biết những chuyện đã hứa với người già cả mà không làm á thì họ sẽ giận mình đó. Phải đó, tôi với anh Cẩm cũng có phần đi ăn đồ nướng mà. Chúng tôi là người phụ trách mua than đó nghe. Phải đó. Tôi cũng có hẹn với bạn gái của tôi, cổ dạo này hơi bận, tôi đã lâu không được gặp cổ rồi. Tôi cũng vậy nữa, anh Quyền của tôi đã mua vé nghe nhạc để đi coi với tôi rồi. Vé đó khó mua và mắc tiền lắm, tôi cũng muốn đi coi nữa. Anh nói xong rồi chứ, anh đã hẹn với người nhà đi ăn đồ nướng. Phải rồi, đã hẹn từ lâu không thể nào thay đổi được, dù có gió bão cấp 10 cũng không đổi được đâu. Nhưng cũng có nghĩa là nếu các người không đi, họ vẫn có thể đi ăn đồ nướng. Không lẽ không có các người họ sang không vô sao? Còn nữa, nếu vé của hội âm nhạc bán chạy như vậy thì chị hãy kêu bạn trai của chị bán vé đi, có người mua sẽ không bị lỗ lã. Đợi lúc đó khi đã có đĩa ra rồi mua về nhà thì mình coi từ từ cũng được, rẻ tiền hơn nhiều mà. Còn anh muốn gặp bạn gái của anh chứ gì, thì kêu chị tới công ty để coi anh làm việc đi. Chỉ cần chị không cản trở anh em làm việc thì tôi sẽ không phản đối đâu. Ủa, anh Cẩm, anh sao vậy? Bỗng nhiên nhức đầu không có chịu nổi, phải đi bệnh viện gấp rồi. Nhức đầu quá, trời ơi, đâu quá, tôi đi bệnh viện nha. Thôi, để tôi đưa anh đi bác sĩ. Được, dưới lầu 2 có một bác sĩ, khi anh tới khám, kêu ông giấy chứng minh cho anh, để coi anh bị bệnh gì. Thật ra, tôi sức khỏe dồi dào, cũng có thể ráng. Tôi không cần thiết, lần nào cũng phải tới đi gặp bác sĩ. Đã hết vấn đề rồi, có phải không? Nếu như vậy, anh chị làm ơn, ra ngoài làm việc. Đi. Đúng là mệt chết đi được à. Thật ra chừng nào mới có thể về được đấy trời. Họ thì đỡ rồi, có thể thoát thân. Đỡ cái gì? Thoát được đêm nay không thể thoát được đêm mai. Thoát được đêm mai không thể thoát được đêm mốt. Hơn nữa còn có đêm mốt, nhiều cái đêm mốt nữa. Xem ra tình hình này ngoài đám cưới đám ma, đừng hòng được thoát thân. Đám cưới đám ma hả? Trời ơi, phải đó Khang ơi, cậu hãy cưới con Nhật đi thì được rồi. Chuyện này đâu thể gấp gáp như vậy, cho dù tôi chịu em giờ cũng không có chịu đâu. Anh Cẩm, hay là chúng ta... Đám cưới không được, chỉ còn làm đám ma thôi. Cậu đừng làm ẩu nha cậu. Alo, cậu Miễn Rộng, phải, bà cố anh đã chết chưa? Không phải chứ. Bà chết năm ngoái rồi. Trời ơi, sao không chịu nấu sớm chứ? Trời, Cẩm à, đừng có bực bội mà. 7 ngày thôi, sẽ qua mau lắm. Anh coi chị kìa, thiệt là cần cù. Cô đang làm gì? Mua vé số hả? Trời ơi, giờ này nếu không nhờ trúng số thì làm sao thoát ra được cái chỗ quỷ quái này chứ? Cô nói rất đúng. Cô thiệt là ích kỷ. Cho tôi mấy tấm đi. Chúng tôi đến rồi. Đến chi vậy? Nè, đã 12 giờ khuya rồi, hai người không bị mộng du chứ? Ác mộng chưa khủng khiếp như vậy, cái cô Hồng Bạch Lam điện thoại kêu chúng tôi vậy. Phải đó, mới ăn xong dây cá, đang đưa chú rể cô dâu đi mời tiệc á, thì Hồng Bạch Lam đã gọi điện kiếm tôi, hỏi
tôi về được chưa đó? Thiệt hả? Tôi cạn chết nè. Tôi ở trong nhà dạy đứa con gái ngày mai nó thi. Đấy trên cộng đấy dưới nhân cao trừ 2, điện thoại ra tôi hết hồn quên sạch, tôi phải về liền thôi. Trời ơi, 12 giờ đêm cũng bắt về nữa. Vậy là chúng ta còn phải làm khoảng thời gian dài. Lily hãy đưa hai người về rồi hả? Dạ phải. Cũng gần sắp sửa. Sắp sửa được hay về quá. Không chứ, tôi vừa đi taxi đến mà. Chị thích ở lại thì chị cứ ở lại một mình đi. Không, nói chơi thôi mà. Đi coi taxi, đi kêu taxi. Tôi nói là sắp sửa tới giờ kêu đồ ăn. Anh chị ăn xong có sức thì làm việc tiếp. Luôn tiện nấu bình cà phê lớn nha. Tôi không uống. Nè con nữa, hỏi họ ngày mai có đồ ăn sáng gì. Hả? Đồ ăn sáng. Sao các con về khuya vậy? Má đừng có nhắc nữa, bị kẻ gian hãm hại nữa. Thôi không tắm, đi ngủ đây. Má chừa canh cho các con đó. Không ăn nữa, mà tới nỗi cặp mắt sắp rụng xuống luôn rồi nè. Trời, làm đêm thì nóng mình canh này hạ quả đó. Thôi không cần, lửa đã thiêu thân cả đêm rồi, mệt quá đi. Thì phải rồi, không ngờ cái cô Hồng Bạch Lam bề ngoài lịch sự mà khiến cho mình nhức óc tới vậy. Phải, còn tệ hơn là dạng quế phi. Sai. Nếu như nói dạng quế phi hạ đẳng thì Hồng Bạch Lam này hạ tiện hơn. Nói về dạng quế phi nham hiểm thì Hồng Bạch Lam này thiệt đúng là cái cô ác độc nhất. Trời ơi, có xấu như em nói hay không vậy? Lần này cậu ba không khoa trương đâu. Dạng quế phi tuy là không tốt, nhưng chỉ cần vuốt ve cổ, chiều ý cổ thì cái gì cũng có thể bàn bạc được hết. Cái cô Hồng Bạch Lam này ngoài việc làm ra không có gì có thể bàn bạc. Chưa hề thấy người phụ nữ nào ham tiền như vậy. Nghe nói hoàng thượng đòi chia hoa hồng á thì lập tức đón cái mối đó liền à. Ham tiền như vậy á sao mà không đi làm gái đi. Trời ơi, con thật tình thấy mình giống như là quân kỷ vậy, không thể nào có lựa chọn gì hết trơn à. Có khác gì nhau chứ, con được chia hoa hồng, quân kỷ thì không có. Ôi, còn có mạng hưởng hoa hồng rồi nói, chết kiểu này không đáng mà. Buồn ngủ quá, ngủ một giấc rồi mới chửi tiếp đi ha. Trời ơi, đi ngủ. Nè, các con đi ngủ hả, ăn sáng đi. Hả? Đừng có chơi tụi con nữa mà, đã mấy giờ rồi? Thì bây giờ 8 giờ rồi, đã tới lúc ăn sáng. Nói thiệt á, các con phải mau đi, nếu đi trễ phải nhận thư cảnh cáo nữa đó. Được mọi người giúp đỡ như vậy, bữa ăn này phải ăn ngon một chút. Ăn bào ngư đi. Cảm ơn ông Hoàng. Không có gì. Để chúc mừng cho mối làm ăn A&B được hoàn thành suôn sẻ như vậy, chúng ta cùng uống. Nè, cạn ly. Ông Hoàng đây là bổn phận của chúng tôi. Hơn nữa, mọi người đều có thể được chia hoa hồng. Michelle lần này thiệt giúp được việc cho tôi thiệt không ơn làm người. Cố gắng đi, cô rất có tương lai. Xin ông Hoàng yên tâm. Tôi ăn lương của ông nhất định sẽ tận hết sức mình. Nhưng nếu như lần nào cũng được chia hoa hồng hết như là lần này, thì tôi tin rằng sẽ càng sốt sắng hơn. Chúng tôi nhất định sẽ đồng lòng. Tốt. Có hoa hồng cũng không sao đền bù. Móng tay của tôi khi đánh máy bị mẻ đi một miếng. Đây là móng thủy tinh đã bị mất đi 2000+ lần đó. Lần này được chia hoa hồng mà, có thể làm lại mà hả? Tệ nhất là tôi đánh máy đến nỗi bị trở cơn viêm màng xương. Coi bộ lấy tiền hoa hồng đi khám bác sĩ cũng chưa có đủ. Tôi thì càng chết nè. Mấy hôm nay gọi điện thoại nhiều đến nỗi bị trẹo cổ qua bên luôn. Trị liệu vật lý nói là phải trị nửa năm thì mới được đó. Em Nguyệt cũng giận tôi, bắt tôi phải mua túi xách Gucci cho cổ. Lần này bị thương nặng luôn rồi. Làm việc thêm giờ suốt 7 đêm, tôi đã bị táo bón 7 ngày, bây giờ ngáp cũng tôi hả, chỉ lo làm việc, không rảnh dạy đám con nó học hành. Cho nên tụi nó làm bài kiểm tra không có đủ điểm, bây giờ phải kiếm thầy về dạy bù cho nó. Một đứa đó 2, 4, 6 học bù đứa thì 3, 5, 7, số tiền này không có nhỏ đâu. Tôi cũng vậy nè, áp lực công việc lớn quá. Ây da, đau dạ dày luôn rồi. Bây giờ ăn thịt rồng cũng không thấy ngon nữa. Tôi cũng làm đến nỗi bị tiều tụy hết, làn da bị khô khan. Đi khám bác sĩ thì đã mất mấy ngàn rồi, còn chưa tính là phải tốn tiền mua mỹ phẩm nuôi da nữa. Tôi thì lại càng chết nữa, làm liên tục mấy đêm. Không những cái mặt bị nổi mụn, đằng sau lưng với lại trước ngực cũng bị nổi mụn. Bây giờ là phải cử ăn, cái gì cũng không ăn được hết. Vậy sao? Tôi thì không biết các người có nhiều món đồ không thể ăn đó. Tôi đã kêu thêm một phần bào ngư nữa. Hay là kêu mấy món khác cho các người đi được không? Không cần đâu, tôi không không sao, chúng ta có thể ăn được mà. Phải ha. Như vậy bọn họ ăn cái gì? Cho họ ăn cháo trắng cho thanh đạm một chút là được. Giám đốc làm phiền. Cái chuyện gì mà giận lớn tiếng quá trời vậy?
cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Được ăn cơm nhà khỏi cần ăn cơm hộp nữa phải không? Yes. Ông vậy? Chuyện gì vậy hả? Có ba đi toilet không khóa cửa. Trời ơi, cũng may là cậu không có xông vô, nếu không sẽ bị xui rồi. Ê, trời ơi, cô đâu có biết các người về sớm như vậy chứ. Trong nhà chỉ có chị hai với cô cho nên không đóng cửa. Tuy nói là vậy, nhưng không khóa cửa thiệt là bậy bạ quá đi. Gấp gáp quá mà nên không kịp khóa cửa thôi. Ủa, mọi người đều về hết rồi hả? Dạ phải, tối quá rồi, có cơm ăn chưa hả má Từ? Má với cô ba vừa ăn cơm xong, cả chén dĩa cũng rửa sạch. Gì vậy? Nè, chưa tới 7 giờ đã rửa chén dĩa rồi hả? Dạo này đêm nào mấy đứa cũng làm tới khuya không có về ăn cơm, cho nên má với cô ba mới ăn sớm một chút. Nếu mấy đứa về trễ một chút thì coi bộ chúng tôi đã đi ngủ rồi. Phải đó, bây giờ chúng tôi sau khi ăn cơm tối, nghe nhạc xong là đi ngủ. Phải, hỏi thiệt chứ sao hôm nay về sớm vậy? Hôm nay đã hoàn tất mối làm ăn đó rồi, mọi việc trở lại bình thường, tính là về nhà ăn bữa cơm gia đình thôi mà. Vậy phải tính sao đây? Đây, trong nhà thì có mì ăn liền ha, mai mới làm bữa ngon cho các người ha. Mỗi người một tô. Vừa ăn vừa coi tivi cũng tốt rồi. Má cha, mấy cái thùng đồ này để làm gì vậy? Động mật viên đã đặt muỗng nĩa dao, cậu Dượng không kịp kiếm chỗ để, các con thì lợi ích về nhà cho nên mới để tạm ở đây, ngày mai mới dọn xuống cửa tiệm đó. Đâu phải cái hộp này bao đẹp như vậy cũng là của động mật viên hả? Hay cứ mở ra coi đi, là của thằng Niên gửi về đó, nó là tặng cho má của con làm quà ngày của mẹ. Mở ra coi đi. Mở đi. Chà, chiếu dữ ha. Phải ha, tuần sau tới ngày của mẹ rồi, mình chỉ lo làm việc mà quên mất tiêu. Không có sao, má biết các con có lòng hiếu thảo là được rồi ha. Má biết các con làm việc cực khổ, tặng quà hay không tặng quà cũng không sao. Không được, thử không tặng coi. Em thiệt tình. Thôi tắm rửa đi ngủ ha. Nè, quà đó trả cho má, má đem cất vô phòng. Bà xã, ăn mì trước đi. Ê, trời ơi, tại sao mình lại tới nông nổi như vậy chứ? Bọn mình thiệt tội nghiệp quá. Phải rồi, kiếm chỗ ngồi cũng không có. Là ai đã báo hại mình tới nông nổi này? Thì cũng tại Hồng Bạch Lam. Một mối làm ăn ANB đã khiến mình tới nông nổi này. Nếu cô đoán thêm mối CNDENF vậy là mình chết chắc rồi. Vì tương lai của chúng ta, vì tính mạng của chúng ta, và vì chúng ta đang phải ăn mì gói, chúng ta nhất định phải đánh đuổi người phụ nữ này. Đúng, chúng ta phải đánh tiểu nhân, đánh cái đầu của cổ, để cổ có mắt mà không biết nhìn, đánh cái mặt của cổ, méo cái miệng, biến thành con chó con. Các người đừng có điên nữa, cổ có tài cán như vậy, hoàng thượng là tin cổ, sao lại có chuyện đuổi cổ đi chứ? Không thể khiến hoàng thượng đuổi cổ đi, nhưng mà có thể khiến cổ tự động bỏ đi, có đúng vậy không? Lần con cơn mùi giá thiên châu giáo khói sông phân hệ nhân do điên thong cho sinh cho yêu phá tiền xăm cây kể ta pin và yêu phong lòng phiêu phát thiên hệ một thời bê yêu trang hệ châu khó hẳn sầu phục hệ chế sĩ đi tàu dịch bắt xoay sầu mê nhân sân trong mùi giáo bê giáo hệ nay ngõ yêu chân xích nguyên quân trời biết yêu phân này khoai sao chân chi câu phê nhằm 人生。